Tại kỳ họp thứ 20, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, theo ý kiến đối với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Theo đó, trên địa bàn thành phố Hưng Yên, thành lập phường Lê Lợi trên cơ sở nhập toàn bộ phường Quang Trung, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên của thôn Phương Thông, xã Phương Triều về xã Liên Phương. Thành lập xã Phương Nam trên cơ sở điều chỉnh nhập phần còn lại của xã Phương Triều vào xã Hồng Nam. Trên địa bàn huyện Yên Mỹ, thành lập xã Nguyễn Văn Linh trên cơ sở nhập toàn bộ xã Nghĩa Hiệp và xã Dây Phạm, xã Tân Minh trên cơ sở xã Lý Thường Kiệt và xã Tân Việt. Xã Việt Yên trên cơ sở nhập toàn bộ xã Yên Hòa, xã Minh Châu và xã Việt Cường, thành lập thị trấn Yên Mỹ trên cơ sở nhập toàn bộ xã Trung Hưng vào thị trấn. Trên địa bàn huyện Hoài Châu, thành lập xã Đồng Tiến trên cơ sở nhập toàn bộ xã Đồng Tiến và xã Hồng Tiến, xã Chí Minh trên cơ sở nhập toàn bộ xã Đại Hưng và xã Chí Tân, xã Nguyễn Huệ trên cơ sở nhập toàn bộ xã Nhuế Dương và xã Thành Công, xã Phạm Hồng Thái trên cơ sở nhập toàn bộ xã Hàm Tử và xã Dạ Trạch, thành lập thị trấn Khoái Châu trên cơ sở nhập toàn bộ xã Bình Kiều. Trên địa bàn huyện Kim Động, thành lập xã Phú Thọ trên cơ sở nhập toàn bộ xã Thọ Vinh và xã Phú Thịnh, xã Diên Hồng trên cơ sở nhập toàn bộ xã Nhân La và Vũ Xá. Trên địa bàn huyện Ân Thi, thành lập xã Đa Lộc trên cơ sở nhập toàn bộ xã Văn Nhuệ, xã Quang Vinh trên cơ sở nhập toàn bộ xã Tân Phúc, xã Hồng Quang trên cơ sở nhập toàn bộ xã Hồng Quang và xã Hồng Vân. Trên địa bàn huyện Tiên Lữ, thành lập xã Cương Chính trên cơ sở nhập toàn bộ xã Cương Chính và xã Minh Phượng, xã Hải Thắng trên cơ sở nhập toàn bộ xã Đức Thắng và xã Hải Triều. Mở rộng thị trấn Vương trên cơ sở nhập toàn bộ xã Ngô Quyền và xã Dị Chế vào thị trấn Vương. Trên địa bàn huyện Phù Cử, thành lập xã Tiên Tiến trên cơ sở nhập toàn bộ xã Tiên Tiến và xã Minh Tiến. Sau khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Hưng Yên có 139 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 118 xã, 13 phường, 8 thị trấn.